Tiếp theo là câu hỏi thứ 12. Họ hỏi người khác vì con mà quỷ bán Phật Pháp, xin hỏi tội lỗi này thuộc về bên nào? Thuộc về chính mình. Vì chính mình mà hủy bán Phật Pháp, mình làm chưa đủ tốt, cho nên chính mình phải gánh lấy trách nhiệm này. Thế nhưng người nào bịa đặt hủy bán cũng có lỗi. Vì sao vậy? Họ ngu si. Nếu họ không ngu si thì sẽ không vì chúng ta làm không đúng mà đi hủy bán. Bạn nhìn xem chúng ta học Phật nhiều năm như vậy, hiểu rõ hơn, không ngu si nữa. Nhìn thấy người trong đạo tràng làm không như pháp, chúng ta cũng không hoan hỷ tán thán, chúng ta cũng không hủy bán họ. Trước đây thì không như vậy, trước đây thì nhất định là hủy bán rồi. Đây chính là chỗ không giống nhau của chúng ta. Chúng ta hoàn toàn tích cực, xem thấy bạn làm không như pháp, quay đầu nghĩ lại xem chính mình làm có như pháp hay không. Nếu chính mình không như pháp thì phải nhanh chóng sửa đổi, bởi vì con người rất khó nhìn thấy khuyết điểm của mình. Dễ nhất là nhìn khuyết điểm của người khác. Người khác là tấm gương soi của chúng ta. Bạn lấy họ làm gương soi thì chúng ta sẽ có lợi ích. Nhìn thấy họ làm không tốt thì phải nhanh chóng quay đầu lại nghĩ xem mình có hay không. Người đó là thầy của ta, họ là thiện tri thức của ta, vì sao ta lại hủy bán họ chứ? Chúng ta quay đầu trở lại, biết sám hối, biết sửa lỗi. Chúng ta phải đem công đức tu học mà hồi hướng cho họ. Vì sao vậy? Chúng ta biết nghiệp mà họ tạo rất nặng, nhất định sẽ đọa vào đường ác. Chúng ta đem công đức hồi hướng cho họ, hy vọng nghiệp chướng của họ giảm nhẹ, hy vọng là thời gian chịu khổ của họ rất ngắn. Đây là một dạng báo đáp của chúng ta, phải nên như vậy. Phải hiểu nhân tình xử lý thông thường. Cho nên tu hành thì trước tiên phải học chư Phật Bồ Tát. Chúng ta đối với hết thảy chúng sanh trong khắp pháp giới hư không giới, không có một oan gia nào, không đối lập với một ai. Nếu người nào đó chống lại chúng ta lập tức phải phản tỉnh. Họ chống lại ta không chống lại họ. Họ hủy bán ta tán thán họ. Họ nhục mạ ta cung kính họ. Vì thì hóa giải rồi. Vì sao phải làm như vậy? Chư Phật Bồ Tát đối với hết thảy chúng sanh đều là cách làm như vậy. Chúng ta học Phật thì phải học tâm thái căn bản làm người của Phật Bồ Tát. Vậy thì chúng ta mới chân thật học được. Nhất định không được ghi nhớ oán hận. Trong lúc giảng kinh tôi thường khuyên đồng học, quan trọng nhất là ở trong sâu thẳm nội tâm của chúng ta hóa giải hết thảy ý niệm đối lập với người, với việc, với vật. Tuyệt đối không đối lập với người, tuyệt đối không đối lập với hết thảy chúng sanh. Phải biết khiêm nhượng, phải biết tôn trọng. Chúng ta xem thấy một con muỗi, chúng ta liền chắp tay chào Bồ Tát muỗi. Nhìn thấy một con kiến, chúng ta chắp tay xin chào Bồ Tát kiến. Nhất định không dám xem thường, xem chúng giống như là Phật Bồ Tát. Chúng cũng hoan hỷ. Không phải là chúng không hiểu, chúng hiểu đó. Hơn nữa lại cùng chung sống với chúng ta, vô cùng hợp tác, tuyệt đối sẽ không gây phiền phức. Đây là thí nghiệm của chúng tôi trong nhiều năm nay, rất có hiệu quả. Gần đây, bên cạnh nhà cũ của tôi ở An Huy, có hai thanh niên đã gọi điện cho tôi.
nói với tôi có một sự việc. Tôi nói các bạn hãy thuật lại việc đó ra. Là việc gì? Rồi nhẫn, chuột bỏ. Vốn dĩ gia đình họ rất ghét, hiện nay nghe thấy chúng ta phải cung kính đối với chúng. Hai chị em họ đã gọi là Bồ Tát ruồi, Bồ Tát chuột. Kết quả các Bồ Tát đó cùng tu hành với họ, cùng niệm Phật với họ, đã giảng sanh rồi. Ba chú ruồi giảng sanh, một chú chuột giảng sanh. Tôi nói các bạn hãy thuật lại việc đó để mọi người làm tham khảo, cúng dường đại chúng. Đây đều là việc tốt, là thật, không phải là giả. Cho nên những động vật nhỏ này đều có linh tánh. Vì sao họ bị đọa lạc ở đó? Họ ở đó học tập, tội nghiệp đã tạo trong quá khứ. Cõi súc sanh là ngu si, họ phải đi đoạn tham sân si. Họ buông xuống tham sân si thì họ thoát ra, nên được giải thoát ngay. Câu hỏi tiếp theo, xin hỏi nghe kinh có lợi ích công đức gì không? Lợi ích công đức nghe kinh là giúp chúng ta giác ngộ, giúp chúng ta thông tỏ một số đạo lý. Đạo lý chung sống giữa người với người, giữa người với môi trường tự nhiên, giữa người với thiên địa quỷ thần. Trong những kinh điển này nói rất rõ ràng. Thậm chí rất nhiều kiến thức trên thế gian này ở trên kinh Phật đều nói đến. Bạn không nghe thì cũng như bạn không đi học. Bạn muốn hỏi tôi nghe kinh có chỗ nào tốt, bạn nghĩ xem bạn đi học trên trường có chỗ nào tốt, là cùng đạo lý như vậy. Hết thảy chúng sanh đều là Phật vị lai. Vì phải đợi đến lúc nào thì hết thảy chúng sanh mới đều thành Phật. Hôm trước chúng ta đã vẽ một cái bản. Tôi nhìn thấy ở bên ngoài dán trên bản thông báo. Thật ra cũng nên đưa lên truyền hình cho mọi người đều xem thấy. Trên bản thông báo thì chỉ có đồng tu ở trong học viện của chúng ta mới có thể xem thấy. Nếu như phát lên truyền hình, vậy thì trên mạng, trên truyền hình vệ tinh đều có thể xem thấy rồi. Phải đợi đến khi nào thì tất cả chúng sanh hết thảy đều thành Phật. Điều này không có thời gian dài hay ngắn, mà đều ở trong một niệm. Một niệm giác ngộ thì chúng sanh thành Phật. Một niệm mê hoặc thì biến thành tam đồ lục đạo. Sự khác biệt giữa Phật và chúng sanh chính là mê ngộ không như nhau mà thôi. Cầu hết thảy chúng sanh vốn dĩ thành Phật là nói họ có Phật tánh. Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh. Nhưng hiện nay bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Cho nên gọi bạn là chúng sanh. Nếu như chúng ta đem vọng tưởng, phân biệt, chấp trước hết thảy đều buông xuống thì bạn liền thành Phật. Khi nào bạn buông xuống thì khi đó bạn thành Phật. Nếu như nói vọng tưởng buông chưa được, nhưng đã buông được phân biệt chấp trước thì bạn chính là Bồ Tát. Bồ Tát vẫn còn có vọng tưởng nhưng đã hết phân biệt chấp trước. Nếu như vẫn còn vọng tưởng phân biệt, thế nhưng chấp trước buông xả được rồi thì bạn là A-la-hán. Nếu như cả ba thứ này đều không buông xuống được thì bạn là lục đạo phàm phu. Đó chính là như chúng ta hiện nay vậy. Cả ba thứ đều không buông được. Phật dạy chúng ta trước tiên buông xuống chấp trước. Đây là thứ thô nhất, là thứ nặng nhất. Không chấp trước đối với hết thảy người vật việc nữa.
cho nên phải học tùy duyên. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức, có thể tùy thuận người khác, cái gì cũng tốt, không chấp trước nữa thì là A-la-hán. Tiến thêm một bước, không những không chấp trước mà ý niệm phân biệt cũng không còn, vậy thì bạn chính là Bồ Tát. Đến sau cùng vọng tưởng là khởi tâm động niệm, đây là khó nhất. Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cho cảnh giới sáu trần bên ngoài, làm được không khởi tâm không động niệm, tâm giống như một tấm gương vậy. Gương không khởi tâm không động niệm, soi chiếu cảnh giới bên ngoài vô cùng rõ ràng, một chút cũng không bỏ sót, đó là Phật. Tâm của Phật giống như một tấm gương vậy, không khởi tâm không động niệm, không phân biệt không chấp trước. Phật nói với chúng ta, chỉ cần buông xuống ba thứ này thì bạn chính là Phật, lập tức thành Phật ngay. Phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật. Đồ đao là gì? Chính là ba cái đao vọng tưởng phân biệt chấp trước này, là buông xuống những thứ này, bạn lập tức liền thành Phật. Đây là điều nhất định phải nhận biết rõ ràng khi học Phật. Phật là gì? Phật ở đâu? Bồ Tát ở đâu? Hết thảy bạn đều phải rõ ràng.